cho anh em cái. Đây đến đây rồi để lao của anh em mình. Hôm nay thì ở trong xưởng hết việc rồi các bạn. Quay cho các bạn xem cái cảnh xưởng hôm nay việc hết rồi. Anh em chỉ đi dọn vệ sinh từ đây là cái quang cảnh của cái xưởng chỗ mình đang ngồi để lao. Công ty có 5 xưởng nhưng mà mình đang ngồi để lao ở cái xưởng số 4 này. Thì bình thường ở đây thì có rất là nhiều cái hàng hóa, những con hàng to như con hàng đầu kia, cũng như là con hàng bé như con hàng trước mặt mình đây. Tuy nhiên thì hôm nay đầu tháng 10 vừa qua, là 1 rồi, hôm nay tháng 2 thì hàng hóa trong xưởng đã hết, công trình đã gần như là hoàn thành, đang chờ công trình mới. Thì từ tuần trước cái việc đã vãn rồi, và trong tuần này thì họ cũng rất là ít việc. Và cái tình trạng dọn xưởng hôm nay thì nó đã bắt đầu từ hôm nay rồi các bạn ạ. Đầu buổi sáng thì anh em còn có đôi mũi hàn đang còn hàn dở để hàn nốt, nhưng mà từ đầu giờ chiều thì cái việc hàn nó đã gần như là kết thúc rồi. Còn một hai que thì vẫn đang chờ ở trên này chưa hàn, để nhà hàn sẽ là hết hẳn, không có việc làm. Nên là các bác quản lý đã cho anh em đi dọn xưởng. Các bạn nhìn cái xưởng cơ khí mà nó sạch như thế này, các bác quét từ lúc chiều đến giờ các bạn ạ. Đấy, các xưởng mình sẽ quay cái xưởng này, cảnh anh em quét xưởng cho các bạn xem một chút, cũng như là loanh quanh ở các cái khu xưởng khác. Đối với các công việc nghề hàn thì như chỗ mình, như mình thấy là một năm qua thì nhất là cái đầu mùa hè từ tháng 4 cho đến tầm tháng đầu tháng 9 là cái việc rất là nhiều, làm thêm liên tục, có những hôm làm đến 9 giờ đêm, 8 giờ đêm là bình thường, 7 giờ tối là bình thường. Còn đến tầm đầu tháng 10 cho đến tháng 2 tháng gì đấy thì là cái việc cái mùa đông thì cái việc nó để vãn đi, và cái việc làm thêm hầu như là nó không có nhiều so với đợt tháng 4 đến tháng 8. Từ tháng 8 có đợt anh em trong công ty làm thêm đến tận 100 tiếng. Còn tháng này thì từ đầu tháng 9 đến bây giờ là tính từ ngày 16 và sang tháng lương mới thì đến giờ anh em mình mới được có 6 tiếng làm thêm. Trong khi đấy là những tháng khác là đến thời điểm này là bọn mình đã được khoảng tầm 15 tiếng rồi. Đến tầm nửa tháng cấp công thì đã được tầm 15 tiếng. Đến thời điểm hiện tại thì mới thì được có là 6 tiếng. Thì sáng này thì chắc là rất là đói như ăn ấp rồi các bạn ạ. Đây các bác đang còn ngồi để lao đây. Hai chủ tịch đang ngồi để lao sẵn thờ vì không có việc làm. Bên kia là một ông người Nhật, hôm nay là làm đây 12 năm. Và những ông làm ở đây lâu năm thì người ta có kinh nghiệm câu giờ rất là đỉnh. Họ một con hàng bé nhưng họ có thể câu giờ bằng một con hàng to, để đảm bảo là cái việc chuông reo là họ cũng có thể là kết thúc con hàng bé. Thì không có như anh em mình thanh niên làm mầm thì đến lúc có hết việc thì đứng heo nghêu ngao. Nhưng còn các ông già đây thì kinh nghiệm câu giờ là lâu năm rồi, câu giờ rất chuẩn. Anh em tranh thủ ngồi để lao, bấm điện thoại một chút, lên xem tin tức một chút gì này. Ai nhắn tin không, gia đình có nhắn tin gì không. Còn mình thì hôm nay hết việc, ngồi trong văn phòng mình cũng chả biết làm gì, thế là lại lượn ra ngoài. Lượn ra ngoài thì ngoài xưởng toàn đi dọn xưởng thôi, chứ loanh quanh xưởng này xưởng khác. Ở đây là một cái tâm sự nhỏ của anh em lao động Nhật. Cái thời điểm việc nó hết như thế này, mình sẽ lượn qua một chút cái cảnh các xưởng nha các bạn xem. Đây là một video ngắn để tranh thủ cho dễ làm. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Cái này là cùng với mấy cái to cái đùng kia. Bên kia vắng tanh, xưởng vắng tanh không có ai rồi. Đó là xưởng vắng tanh. Quay vào xưởng vắng tanh cho anh em xem cái này hết việc rồi. Vài người đang làm còn đi dọn xưởng hết. Đây là một cái bãi khác, bãi để hàn xong để cho xuất đi công trường. Bình thường nó là khu này nó đầy hết, nhưng mà hôm nay thì cái hàng xong đã chuyển đi công trường hết rồi. Còn lại một số hàng này thì ngày mai kiểm tra nốt, sáng nay mình đã đo xong thì ngày mai kiểm tra nốt thì sẽ chuyển đi công trường, nó ra lên công trình luôn. Hiện tại nó còn rất là ít bãi này và một bãi gần đây, tí mình sẽ sang quay bãi gần đây cho các bạn coi luôn.
Bãi này thì hàng bé hơn chút nhưng bình thường nó đầy hết kín mấy dãy này. Hôm nay thì đã không còn con nào nữa đâu. Đây là cái bãi hàng. Đây các bạn, đây là cái bãi để hàng to nhất của công ty này. Bình thường là toàn những con hàng to 700 với lại 1 mét, hơn mét là để ở khu này. Tuy nhiên thì đến hôm nay thì nó đã trống trơn, không còn một con nào luôn, hết sạch luôn các bạn này. Bạn thể thấy là trước mặt mình đây là một cái bãi không, không có một con hàng nào nữa. Đã chuyển đi hết ra công trình rồi, ra công trường rồi. Thì chắc là đang chờ hàng để gia công mới. Thì phải đến tầm nửa tháng thì mới có hàng đặt ở đây tiếp.